Kính thưa quý vị, hàng loạt thành phố lớn ở Trung Quốc tưng bừng đón năm mới năm 2015. Nhân dịp năm hết, Tết đến, người dân ở Trung Quốc đã đổ về nhiều thành phố lớn để có thể lựa chọn những địa điểm tốt nhất và bắt đầu một năm mới năm 2015. Tại công viên Olympic của Bắc Kinh, người ta đã tổ chức một sự kiện đặc biệt để đón chào năm mới, được tập trung diễn ra ở sân vận động Birdcage và trung tâm Aquatic, từng được sử dụng trong Thế vận hội năm 2008. Hiện nay, thủ đô của Trung Quốc cũng đang chạy đua trong cuộc thi giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông vào năm 2022. Nếu thành công, Bắc Kinh sẽ trở thành thành phố đầu tiên đăng cai cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông trong vòng 14 năm. Trong khi đó, tại Hồng Kông, một màn pháo hoa dài 8 phút đã được trình diễn tại bến cảng Victoria nổi tiếng. Hồng Kông đã được trao trả cho Trung Cộng vào năm 1997 theo phương thức một quốc gia, hai chế độ và được đại lục cho phép tự trị và tự bầu cử. Ở Thượng Hải, người dân đón năm mới đã được chiêm ngưỡng một màn trình diễn laser 3D kèm theo pháo hoa vô cùng độc đáo diễn ra ở quận Bund Original để chính thức mở màn năm mới năm 2015.